chính phủ Philippines đang tìm cách nhập thêm 300.000 tấn gạo để tăng cường dự trữ nhà nước trước vụ thu hoạch quý 3 để đảm bảo chiến đấu với đại dịch coronavirus. Một quan chức cấp cao của Philippines cho biết hôm thứ Hai ngày 11 tháng 5, với hợp đồng G2G có khối lượng khủng này sẽ tăng nhập khẩu gạo của Philippines trong năm nay lên mức kỷ lục 3 triệu tấn. Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines William Da cho biết, chính phủ đã gửi câu hỏi tới các nhà sản xuất lớn châu Á như Myanmar, Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ và Campuchia. Theo dữ liệu của chính phủ, Philippines đã ký hợp đồng mua 666.480 tấn gạo từ Việt Nam trong năm nay. Ngay trong khi có thông tin Việt Nam tạm dừng xuất khẩu gạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính Philippines đã lập tức điện đàm với Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, bày tỏ sự lo ngại khi Việt Nam xem xét lại việc xuất khẩu gạo trong bối cảnh dịch COVID-19 đang lan rộng. Bộ trưởng Bộ Tài chính Philippines cho rằng Việt Nam là thị trường nhập khẩu gạo chính và vô cùng quan trọng của Philippines, vì vậy chỉ cần một thay đổi nhỏ từ phía Việt Nam cũng sẽ khiến thị trường rối loạn, thậm chí có nguy cơ gây bất ổn cho Philippines. Trong bối cảnh vụ hè thu ở đồng bằng sông Cửu Long đang sắp được thu hoạch, việc có thêm những hợp đồng mới sẽ giúp thị trường lúa gạo khởi sắc hơn.